có thể thu thập những cái thông tin này lại, là với chiếc xe, ví dụ với chiếc xe VinFast Fadi đó thì bán ra được 1.000 chiếc thì đã có bao nhiêu người bị chết, bao nhiêu người bị thương và bao nhiêu người bị nhiều cái vấn đề khác nhau, và những cái người lưu thông trên đường cũng là bị thương ở đâu, và có thể họ sẽ dùng những cái thông tin đó để họ sửa chữa, để thay đổi kỹ thuật xe để cho nó tốt hơn. Thế nhưng mà những cái người dân vô tội này, những cái mạng sống của người dân này đã bị đánh đổi, bị doanh nghiệp đưa vào để đánh đổi lấy cái việc mà kinh doanh một cách là chỉ thu lợi nhuận thật nhanh mà không biết đến tính mạng con người và không quý cái sức lao động của những người dân đã phải gom và tiết kiệm rất lâu mới mua được một chiếc xe như vậy. Và cái điều nghiêm trọng hơn nữa là những chiếc xe đó lại được bị những công ty bẩn, họ lợi dụng lòng tin, lợi dụng lòng yêu nước để họ nói rằng là xe sản xuất ở Việt Nam, niềm tự hào Việt Nam như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, và sau đó chúng ta mua cái niềm tự hào đó và chúng ta đi và bị tai nạn, bị chết hoặc bị thương thì không biết là những cái vấn đề là đưa niềm tự hào Việt Nam ra để đưa người Việt, dân Việt Nam ra làm cái vật thí nghiệm đó thì có lẽ là cũng không tử tế gì đối với doanh nghiệp mà làm ăn đứng đắn. Và phía sau lưng tôi các bạn đã thấy đây là cái khu ngân hàng của Vietinbank tại Berlin, và đây là những nơi mà rất nhiều doanh nghiệp cả Việt Nam cả Đức đã đăng ký sử dụng cái dịch vụ của ngân hàng này, và bản thân tôi cũng có tài khoản ở trong ngân hàng này. Tuy nhiên là cái số tiền trong tài khoản thì nó cũng nhiều lắm, nhưng mà không biết là bao nhiêu thì không thể nói được, nhưng mà tôi cũng có tài khoản ở ngân hàng này đây. Và cái ngân hàng này tôi cũng mở từ lúc mà ngân hàng mở thì tôi đã đăng ký tài khoản để tôi sử dụng cái dịch vụ của Việt Nam, và để tôi góp ý cho các bạn để biết rằng là nên làm như thế nào, bởi vì tôi vẫn có những ngân hàng tài khoản của ngân hàng Đức để chúng tôi so sánh với cái chất lượng, cái dịch vụ và cái hệ thống thiết bị. Cho nên là tôi vẫn giữ cái tài khoản của tôi ở đây, và cái tiền mà tôi gửi vào Vietinbank ở đây thì tôi để đấy thôi, chứ tôi không sử dụng gì cả. Thì như vậy là ngân hàng Vietinbank có thể sử dụng cái đồng tiền của tôi đấy để kinh doanh, làm cái việc khác tốt hơn, sinh lời hơn. Thì đấy là cái điều mà tôi vẫn làm từ trước đến nay và vẫn góp ý cho các bạn. Thì quả thật thì sau này ngân hàng Vietinbank đã thuê những cái chuyên gia về công nghệ, chuyên gia về nhà băng của Đức để họ cùng điều hành với Vietinbank. Thì như vậy cái online banking và những cái sản phẩm dịch vụ của Vietinbank mới có thể đi vào cái thị trường của Đức và mới có thể những người Đức ở đây sử dụng được. Thì đây là cái kinh nghiệm mà những công ty như VinFast cần phải học hỏi, cần phải lắng nghe những ý kiến bạn đọc, cần phải lắng nghe những cái người sử dụng để họ có thể góp ý cho chiếc xe đó cho tốt hơn, và cần phải lắng nghe và xem những cái bài báo, những cái phóng sự của rất là nhiều phóng viên báo chí khác, và trong đó có thời báo, để các bạn, những công ty VinFast có thể làm được sản phẩm tốt hơn, cạnh tranh được với thị trường trong nước và quốc tế. Thì đấy là cái điều mà VinFast có lẽ cũng mong muốn. Và đương nhiên thì các bạn cũng đã biết tổ chức đánh giá Fitch Ratings là một tổ chức rất uy tín, và khi họ đánh giá một công ty hoặc một cái đất nước, một cái nhà nước nào đó là có cái tín chỉ rất thấp thì đương nhiên là những cái nơi đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn ngay lập tức, ngay cả khi họ đánh giá về một cái đất nước ở gần đây ở châu Âu, đấy là Hy Lạp, và họ nói rằng là Hy Lạp cái tín chỉ về tài chính tức là kém. Đấy, thế thì lập tức là Hy Lạp đã gây xảy ra khủng hoảng, và họ Hy Lạp sau đó phải đi vay tiền quốc tế với lãi suất rất cao, và nếu mà không có sự hỗ trợ của châu Âu, của ngân hàng châu Âu, của Đức và của các nước khác thì Hy Lạp sẽ bị phá sản, và điều đó thì rất tệ hại đối với Liên minh châu Âu. Thì các bạn nên để ý mà khi những cái tổ chức lớn như thế này họ đánh giá thì đấy là điều rất quan trọng. Và đây các bạn thấy cái đường link của tổ chức đánh giá này là Fitch Ratings này, chúng tôi đã để trên livestream này để các bạn tự tra cứu và biết. Và trong này họ ghi rất rõ là ngày 1 tháng 7 năm 2019 là cái đánh giá cuối cùng của Fitch Ratings, và họ đã rút Vingroup ra khỏi cái đánh giá đó, và tất nhiên là điều đấy gây khó khăn rất nhiều cho Vingroup trong thời gian tới nếu họ muốn phát triển, nếu họ muốn vay tiền của những cái công ty ở nước ngoài hoặc là với tập đoàn tư bản nước ngoài để tiếp tục đầu tư và kinh doanh sản phẩm của mình. Ở đây trong cái đánh giá của họ thì là B cộng và âm, tức là màu đỏ như thế này, các bạn cũng thấy đây, tức là chỉ cái tín chỉ của tài chính của Vingroup là B cộng là âm, tức là tiêu cực, rất tiêu cực, rất xấu. Và thì đấy cái thông tin này là các bạn có thể cũng tự tra cứu ở trong cái thông tin, trong đường link mà chúng tôi chia sẻ ở trong cái live stream này. Ở đây đấy là cái B cộng và âm đấy, màu đỏ đấy, các bạn thấy rất là tệ hại. Cái điều này là Vingroup cần phải suy nghĩ và
tính toán lại cái kinh doanh của mình, bởi vì sản xuất và tiêu thụ ô tô và bảo hành ô tô nó khác với sản xuất mì tôm rất nhiều, và nó khác với cả việc mà chiếm đất, mua đất với giá rẻ, hoặc là dùng những quan chức của nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp để lấy đất giá rẻ của dân, sau đó để bán giá đắt, thì nó khác với việc là khi người dân quyết định mua một chiếc ô tô thì nó khác hoàn toàn. Và khi chiếc ô tô đó không đạt chất lượng thì người dân có quyền trả lại, có quyền đòi bồi thường thiệt hại và có quyền là kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường nếu như là chiếc xe đó gây tai nạn hoặc là gây cho cái sức khỏe của người ta bị ảnh hưởng. Và cái điều đó là rất nghiêm trọng. Và cũng có những cái thông tin cho rằng là với cái thời điểm này, nếu VinFast chưa đủ trình độ, chưa đủ khả năng để làm ô tô thì cũng nên xem xét và suy nghĩ như một số hãng khác họ đã làm, đó là thu hồi toàn bộ những chiếc xe ô tô đã được bán ra, khoảng vài trăm chiếc gì đó, thu hồi lại hết để kiểm tra chất lượng, để kiểm định độc lập ở những cái tổ chức có uy tín như Euro NCAP, như một số hãng khác, ô tô khác của châu Âu và một số nước khác họ thử. Và khi kiểm định độc lập tốt rồi, đạt một cái độ sao nhất định, ví dụ tối thiểu là 4 sao, thì như vậy VinGroup có thể mới cho phép là VinFast đưa xe ra tiếp tục bán và tiêu thụ. Bởi vì là nếu các bạn mà không kiểm định cẩn thận thì những cái người mua xe này bất cứ lúc nào họ cũng thể giả lại chiếc xe đó, đòi bồi thường thiệt hại, và điều đó là rất là tệ hại. Tệ hại không phải chỉ cho VinFast là cái nơi sản xuất ô tô, mà tệ hại cho cả cái tập đoàn lớn, đó là VinGroup, cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì chứng khoán của VinGroup sẽ bị xuống giá liên tục. Và cái điều đó các bạn cũng đã chứng minh, thấy rằng là trong thời gian vừa qua, 2 ngày liên tục chúng tôi chiếu livestream này, thì 2 ngày đó thì chứng khoán Axion của, tức là chứng khoán của VinGroup đã bị xuống giá rất nhiều. Đấy, thì cái điều đó là các bạn có thể tự tra cứu ở trên các mạng truyền thông để các bạn tự biết. Và đấy là một cái chỉ dấu cho thấy rằng sản phẩm của VinGroup, của VinFast không ổn tí nào. Và tổ chức rất là lớn là Fitch Ratings đã đánh giá là bắt đầu đi xuống rồi, là VinGroup đã đi xuống, và ở hình thức là rất là tệ, xấu, rất là xấu rồi. Và mà khi họ lại đánh giá đi xuống như thế này mà xấu như thế này thì chắc chắn rằng là cái nền kinh tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng theo. Những công ăn việc làm của Việt Nam hiện nay đang làm cho VinGroup và VinFast sẽ bị ảnh hưởng theo, bởi vì khi không bán được sản phẩm và sản phẩm xấu thì những cái đầu tư tiếp theo hoặc là duy trì để sản xuất, hoặc duy trì để sản xuất cho những chiếc xe mới cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và thậm chí có thể không sản xuất ra được cái chiếc xe mới để bán. Và như vậy là cái số tiền mà VinFast đã vay với sự bảo lãnh của Hermes tại Đức là 950 triệu USD cũng sẽ có khả năng mất trắng, có khả năng mất. Đây các bạn xem, đây là hình ảnh ký kết vay là vào tháng 10 năm 2018. Thì tại Hà Nội, VinFast được bảo lãnh khoản vay 950 triệu USD để nhập khẩu thiết bị. Và các bạn nên nhớ là nhập khẩu thiết bị này là thiết bị từ Đức để sản xuất xe mới, tức là xe có thể là VinFast Lux hoặc là những cái xe khác. Mà những chiếc xe đó hiện nay vẫn đang thử ở bên Áo và một số nước khác, theo những thông tin mà chúng tôi đang điều tra, chứ không phải là để vay tiền để lắp ráp những cái chiếc xe VinFast Fadi mà không thử như vậy đem ra bán luôn. Thì không biết rằng là VinFast sẽ dùng số tiền 950 triệu USD này có thực sự để mua dây chuyền hay không, hay lại phải dùng cái số tiền này để trang trải những khoản nợ khác mà trong lúc mà chưa bán được xe. Và thậm chí là có thể, nếu làm ăn không tốt và VinFast có thể dẫn đến là không có khả năng chi trả, thì số tiền là 950 triệu USD này cũng sẽ bị mất đi. Đấy, và đương nhiên là với những cái doanh nghiệp ở châu Âu họ làm ăn kinh doanh ấy, thì họ rất chắc chắn, bởi vì họ không bao giờ là cho anh vay hoặc là anh dùng tiền một cách tùy tiện, và đều có bảo lãnh. Chính vì vậy là số tiền là 950 triệu USD này là do tổ chức, là một cái công ty lớn bên này là của Hermes đã bảo lãnh cho VinFast được vay, nhưng mà vay để phải mua cái dây chuyền công nghệ của Đức. Và cái dây chuyền đó thì các bạn cũng đã biết trong cái livestream của chúng tôi nói ngày hôm qua, đó là dây chuyền công nghệ để sản xuất xe động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong là cái động cơ mà để sản xuất xe VinFast Lux hoặc một số xe khác. Mà động cơ đốt trong thì các bạn cũng đã tự biết và tự tìm hiểu là hiện nay ở châu Âu và những cái nước tân tiến họ dần dần loại bỏ, thải loại, họ chuyển sang là động cơ hybrid. Ở Đức cũng vậy, ở Nhật thì càng như vậy hơn, hoặc là tức là vừa chạy động cơ đốt trong vừa chạy điện, hoặc là chạy điện thôi. Thì còn động cơ đốt trong nó gây ô nhiễm môi trường, nó tốn năng lượng và thuế môi trường rất cao, cũng như cái bảo trì bảo dưỡng nó cũng rất nhiều tiền, tốn kém. Thì
họ lại bán những cái dây chuyền cũ này, tức là dây chuyền sản xuất động cơ đốt trong như VinFast vừa nhập về để bán cho những nước thuộc thế giới, tức là nước nghèo, nước chậm phát triển, mà trong đó là Việt Nam. Và cái điều chúng tôi cũng phải nói thẳng rằng Việt Nam của chúng ta là ấy, tức là họ chưa có cái điều kiện để phát triển cái công nghệ riêng mà phải đi mua, phải thuê toàn bộ. Và điều đó thì nếu mà tiếp tục sản xuất những xe động cơ đốt trong như VinFast vừa mua và nhập về và đang thử thì cái đó là không có tương lai, bởi vì là những xe đó chỉ có thể tiêu thụ ở một số lượng rất nhỏ ở thị trường nội địa và không thể xuất khẩu được ra các nước xung quanh vì giá thành, về vấn đề lạc hậu với công nghệ, về vấn đề là đi sau về công nghệ và về vấn đề môi trường ô nhiễm, thì những cái xe đó là không thể bán được ở nước ngoài. Và vậy thì những cái khu, những cái việc đó là rất là tai hại đối với cả những cái vấn đề mà sản xuất xe ô tô ở trong nước. Và các bạn cũng đã biết, mặc dù vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước của chúng ta, của Việt Nam chúng ta, tôi phải nói là của chúng ta, bởi vì tôi hiện nay vẫn là quốc tịch Việt Nam, tức là tôi quốc tịch Việt Nam, có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là Chủ tịch nước của chúng tôi, và tôi cũng nói là ông đấy Nguyễn Phú Trọng của chúng ta, đây, là ông ta vẫn là người là Chủ tịch nước, đấy, người đứng đầu nhà nước, đấy, và Tổng Bí thư, tôi không phải đảng viên Đảng Cộng sản, nhưng mà tôi thì ông ta là Chủ tịch nước thì cũng là ở trong nước thì cũng không được bầu dân chủ, được coi như không, thế nhưng mà thôi thì về danh nghĩa thì ông vẫn là Chủ tịch nước. Thì cái đó ấy, thì rất là tệ ở chỗ là bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là cái người cũng được đi du học ở nước ngoài, nhưng mà cái du học của ông ta đã quá lâu rồi, từ những năm 80, từ thời Liên Xô, và ông ta học 23 tháng tại một cái học viện lịch sử của trường đảng ở Nga, ở Liên Xô, và sau với bằng cấp là phó tiến sĩ xây dựng đảng. Và trong khi đó thì học ở đây, theo như tôi cái điều tra của những người bạn học của ông ta, thì phải học là 3 năm thì mới xong. Thế mà ông ta 23 tháng thì đã chạy về nước rồi, thì không hiểu là ông ta bằng đấy có thật hay không, có học thật hay không. Bởi vì nếu mới 23 tháng thì anh chưa thể biết tiếng Nga được, thì làm sao anh làm được bằng phó tiến sĩ. Đấy, mà tiếng Anh thì ông ta chắc chắn là càng không biết rồi. Đấy, thì đấy là cái điều mà chúng ta đặt câu hỏi thêm về cái bằng cấp phó tiến sĩ xây dựng đảng của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà bằng đấy thì nó cũng là cái ngành mà cũng rất là kỳ quái, bởi vì không thấy nước nào có cái bằng như vậy cả. Xây dựng có thể là nhà bằng kiến trúc, bằng xây dựng nhà cửa, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhưng mà ông ta lại xây dựng đảng. Thì cái điều này là cũng rất tệ hại đối với người Việt Nam của chúng ta, khi có những cái người lãnh đạo mà cái trình độ khả năng và hiểu biết của người ta khá là thấp, ngoại ngữ người ta thì gần như không có, và chỉ suốt ngày ngồi và đọc sách của những cái lý luận, tức là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, lý luận cổ cũ cách đây nhiều năm rồi, hàng chục năm rồi, và không ai ở các nước văn minh không ai dùng cái thứ ấy nữa, thì vẫn bắt người dân đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mới nảy sinh và phát sinh ra những cái công ty thân hữu, và họ cấu kết với cả những quan chức tham nhũng, những quan chức là lợi dụng chức vụ quyền hạn để thâu tóm đất đai, để vay tiền của quốc tế, và cuối cùng là nhà nước phải đứng ra trả nợ thay họ. Nếu như nhà nước đứng ra bảo lãnh thì nhà nước phải đứng ra trả nợ thay họ, và đấy là tiền thuế của dân, và đấy là tất cả tiền đó là những cái người như các bạn đã đóng tiền vào. Đấy, thì đây là cái điều mà các bạn cũng nên chú ý và theo dõi những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra để các bạn hiểu biết hơn về cái việc này. Ngoài ra thì ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta, thì Thủ tướng Phúc của chúng ta, thì các ông bạn cũng đã biết rất là nhiệt tình trong cái việc quảng bá, quảng cáo và đưa những cái sản phẩm của VinFast ra trên thương trường bằng những cái hình ảnh của mình, trực tiếp ngồi ô tô, trực tiếp và thăm xưởng, trực tiếp đến gặp gỡ rất nhiều lần ông Phạm Nhật Vượng, cũng như là cái nơi sản xuất đó. Và đây thì mặc dù ông ta, ông Nguyễn Xuân Phúc thì các bạn cũng đã biết trong cái chương trình lần trước, thì tôi đã nói ông ta để trình độ chỉ có lớp 10 thôi, và lớp 10 và không, đấy là trình độ lớp 10, ông Nguyễn Xuân Phúc là trình độ lớp 10. Thế còn ông ta cũng có một cái bằng đại học, nhưng mà cái bằng đại học này thì các bạn cũng phải đặt câu hỏi với những cái người mà làm bằng đại học từ những năm 80 như vậy, thì cái việc mà bằng đại chức hoặc là bằng hàm thụ để sau đó họ hợp pháp hóa lên thì nó cũng rất là dễ. Chứ còn ông ta không phải là cái người đi thi cử đàng hoàng, học du học ở nước ngoài, ở những cái nước mà có nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại vì là làm gì có nước nào như thế ngoài những nước Liên Xô, hoặc ví dụ Venezuela, hoặc là Cuba, mà những cái nước đấy thì các bạn cũng biết cái kinh tế của họ thế nào rồi. Mà ông ta không được du học ở những cái nền kinh tế thị trường, nơi mà hiện nay đất nước Việt Nam chúng ta, những doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đang phải bươn trải để chiến đấu và để cạnh tranh với cả những cái sản phẩm để có thể bán được trên thị trường và bảo vệ thị trường nội địa. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta đang thiếu, đấy là những cái điều mà những cái người lãnh đạo đứng đầu của nhà nước như ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
và ông Nguyễn Xuân Phúc là người đứng đầu chính phủ đang thiếu và rất thiếu, và ngay cả những cái đội ngũ tư vấn cho Nguyễn Xuân Phúc này thì cũng là những cái người không phải được có những kinh nghiệm trong cái vấn đề là thương trường của nền kinh tế thị trường thực sự. Thậm chí là có những người có khả năng thì lại bị loại bỏ, như tôi thấy ví dụ như là ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông ta rất giỏi nhưng cuối cùng là bị loại bỏ hoặc là bị có những cái đối xử phân biệt, thì đấy là cái điều rất tệ hại cho Việt Nam chúng ta. Và khi mà có những người lãnh đạo như vậy và sử dụng những người tư vấn lại cũng tệ còn hơn họ nữa, thì Việt Nam của chúng ta sẽ khó phát triển, không thể phát triển, và suốt đời con cháu chúng ta sẽ rất nhiều người, rất nhiều cháu sẽ bị phải đi làm thuê mà ở những cái công việc rất là đơn giản, như sang Đức đây là sang làm chăm sóc người già là cái việc mà không ở đây không ai muốn làm cả, bởi vì họ rất bận, cái việc đấy rất bận, rất mệt, có những người hàng tạ phải lăn phải lau chùi các thứ. Và tôi đã đến thăm, tôi rất thương những cái thanh niên Việt Nam đó, họ rất thương mình nhưng mà họ phải đi làm những cái việc thực sự là lương rất rẻ mạt và vất vả rồi ô nhiễm. Đáng nhẽ họ có những sống tốt hơn nếu chúng ta có cái người đứng đầu tốt hơn là ông Nguyễn Xuân Phúc, là ông Phú Trọng. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới chắc chắn rằng là những cái người tiếp nối đây sau tới đại hội 13 hoặc là những người tới đây sẽ có tìm được cho Việt Nam cái con đường đi tốt hơn. Hoặc khi ông Nguyễn Phú Trọng cảm thấy rằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không còn thích ứng, không còn phù hợp với Việt Nam nữa, thì ông có thể loại bỏ cái điều đó và đi thẳng vào kinh tế thị trường và đi thẳng vào vấn đề dân chủ và cho cạnh tranh tự do về đảng phái cũng như cạnh tranh tự do về kinh doanh mà chỉ dựa trên cơ sở là nhà nước, pháp quyền và hiến pháp của Việt Nam mà thôi. Vâng, các bạn đang đứng trước khu đây là Việt Tinh Bank tại Berlin, và tôi hiện nay đang tường thuật trực tiếp chương trình truyền hình trực tiếp về vấn đề là xe VinFast Fadi cũng đã chưa được thử nghiệm và đánh giá xe ở NCAP, và cũng như là cái đánh giá của VinGroup hiện nay đang xuống rất xấu, và chứng khoán và cổ phiếu của VinGroup cũng đang bị mất đi cái giá trị của nó dần mất dần đi. Và chắc chắn rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, và chúng tôi đang điều tra những cái thông tin cụ thể hơn ở tại Áo, thành phố Áo, Class tại Áo, để cung cấp thông tin cho các bạn biết về việc thực sự chiếc xe nào VinFast Lux đang được thử ở Áo và họ thử ra sao, chất lượng thế nào và cái đầu tư đấy như thế nào, để các bạn có thể tham khảo và quyết định việc mua sản phẩm đó hay không mua, hoặc suy nghĩ thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de của Cộng hòa Liên bang Đức 3/7/2019, và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy nhớ để comment ở phía dưới livestream này để tôi có điều kiện đọc và sẽ tiếp tục giải thích và hỗ trợ các bạn những cái thông tin cụ thể nhất, chính xác nhất, để các bạn có thể có điều kiện tiếp xúc với cả văn minh của thế giới và để cho cái việc kinh doanh cũng như cái việc cuộc sống của mình tốt hơn. Và các bạn cũng hãy nhớ bấm theo dõi của Facebook Lê Trung Khoa, hoặc Facebook của Thời báo .de, hoặc là YouTube của Thời báo .de để thường xuyên được cập nhật những thông tin mới nhất. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Xin chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Lê Trung Khoa, Thời báo .de. Chào các bạn.